Ủa, mình tưởng là mọi người đều biết cách chơi những cái mini game này rồi chứ. Ok, nếu mà bạn nào vẫn chưa biết thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Để mà chơi được ba cái mini game mới này á thì đầu tiên mọi người phải vô cửa hàng nội thất để mua ba cái máy chơi game này nè. Sau đó mình đặt ở trong nhà xong rồi mình ngồi lên thì nó sẽ chuyển qua cái màn hình chơi game nha. Kiểu giống như mấy cái máy chơi game ở tiệm net hồi xưa á mọi người. Thì hôm qua á mình có xếp hạng là cái trò Sky là cái trò khó nhất, nhưng mà sau khi mà biết cách chơi rồi mình lại thấy cái trò Sky là trò dễ chơi nhất mọi người ạ. Mọi người lưu ý là khi mà mình tông vô mấy cái bảng á là mình sẽ được 2 điểm lận, còn cái trò nhảy dây là cái trò khó thứ hai. Tại vì kiểu như là mấy cái tờ tiền nó bay ra là mình bị mất tập trung á mọi người. Ham lượm tiền quá xong rồi quên để ý cái dây nó bị chậm lại xong rồi bị chết hoài à. Và khó nhất là cái trò chua qua ống cống nè. Cái này là mình phải chơi rất là nhiều để canh được cái cao độ với lại cái nhịp độ. Nhưng mà chơi nhiều là ức chế lắm luôn á mọi người. Đó, kỷ lục ngày hôm nay của mình là trò trực tiếp được 74, trò nhảy dây được 52, còn trò chua qua ống cống được có 6 à. Còn mọi người thì sao?